Là biểu cảm của Selma, chúng ta có thể nhìn thấy rằng anh ta thắng đội tuyển cũ. Anh ta cười từ ván trước đến ván này vẫn chưa hết cười. Tevez à, Tevez vẫn đang cười rất tươi. Tôi tưởng là trận này anh ta không ăn mừng, nhưng không, anh ta là còn là người ăn mừng dài nhất. Ăn mừng xuyên suốt 2 ván, 5 phút nghỉ anh ta vẫn đang cười tiếp được. Ồ, thực sự là... Nhưng mà một điều khá bất ngờ là tại sao FPX họ vẫn sẽ lựa chọn bên phía đội xanh nhỉ? Đó, đây chính là nó rơi vào tình huống mà tôi vừa kể cho anh Vũ đấy. Tức là thời điểm này thì các đội bắt đầu, nếu như mà các đội cảm giác như có được cái bộ đánh theo dạng của mình và ở nhà đánh cái bài đó theo dạng kiểu tự tin, thì họ ở bên phần sân màu xanh thả hết power pick và cấm những cái counter ở trong cái bộ đánh của mình thôi. Chứ họ cũng sẽ không cấm theo cái phần sân của đối phương. Đó, mà bây giờ cấm vào Chena thì câu chuyện nó quay trở lại là chúng ta đang nhìn thấy một cái bộ đánh nó cũng khá là cơ bản rồi. Nếu mà tiếp tục là như thế này thì FPX chắc chắn họ vẫn bắt buộc phải lấy con Zeiss ở vị trí đầu tiên thôi. Nhưng mà ở trận đấu vừa rồi là một trận đấu mà họ khá bí, khi mà họ sẽ phải đẩy Zeiss để ra khu vực đi đường đôi và Kha'Zix là ở vị trí đi rừng. Và một cái đội hình mà họ có Kha'Zix và họ có Zeiss, họ vẫn bị thiếu một chút gì đó. Luôn luôn là như vậy. Khi mà nếu như bảo là Zeiss và Kha'Zix đi thì đây là cặp ba cực kỳ đẹp này cho họ, nhưng họ không có thêm một vị tướng có sát thương bồi vào, và đấy là chưa đủ để có thể hình thành một đội hình cấu rỉa. Đội hình cấu rỉa mà họ không có những con tướng như dạng như là Kha'Zix hay là Zoe thì rất là khó vận hành. Và KBG đang nghĩ lựa chọn tiếp theo của họ sẽ là gì? Chắc chắn là sẽ không có sự thay đổi nào ở khu vực ban pick đến từ cả hai đội tuyển này cả. Tuy nhiên thì FX họ sẽ phải làm tốt hơn trong giai đoạn lựa chọn những vị tướng của mình, và khả năng rất cao thì lựa chọn đầu tiên của họ vẫn sẽ phải lấy JC. Vẫn đang khá toàn tính về cái lượt cấm A chốc đến từ bên phía của Keypad Gaming. Rồi, quyết định vẫn là cấm lại. Bây giờ còn JC, Zik, hai con. Thực ra là mất JC lấy Zik thì bên phía Keypad Gaming cũng chả lại ảnh hưởng như gì. Thế. Đúng, easy. Chả ảnh hưởng gì. Và có thêm Gragas nữa để phá đội hình. Nhưng quan trọng cái turn thứ hai của FPX mới là cái điều mà họ đúng cần rồi phải thay đổi. Chính xác. Có thể là turn thứ hai họ sẽ phải nghĩ ngay đến một con có thể cấu rỉa cùng với con JC đi. Còn nếu không thì đây sẽ là Gragas, Zik chắc chắn sẽ vẫn hình thành ở bên phía đội tuyển KBG mà thôi. Họ chắc chắn sẽ lựa chọn vào bộ đồ cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và đặc biệt là khả năng đánh con Gragas của UU trong trận đấu vừa rồi cũng thật sự là rất tín. Cho nên là chúng ta sẽ cùng chờ xem rằng bây giờ sẽ là cái lượt, phải nói là cái lượt phase tiếp theo của FPX sẽ là phase cực kỳ quan trọng. Họ sẽ lựa chọn như thế nào mà thôi. Nhưng khả năng rất cao thì chắc là họ vẫn sẽ phải lấy Nautilus là một, hoặc là Galio. Còn để xem họ sẽ lấy cái gì. Tôi mà FPX turn này tôi sẽ lấy luôn Sen Galio. Tại vì Sen Galio trước à? Và kẹp thêm một con sát thủ mà có thể nhảy tuyến sau, kiểu như Kha'Zix cũng được, Rengar gì đó, Vi đó. Thế đó là sẽ là một cách để cho các bạn có thể đánh thẳng vào vị trí của Zik vô cùng dễ dàng. Tại vì Zik thì chúng ta đều biết là Zik là một vị tướng phải giữ khoảng cách rất là xa để có gây đam rồi. Nhưng mà khi mà có Sen nhảy vào cùng một vị tướng sát thủ ấy, chúng ta sẽ có hai người bắt một. Nhưng không, bên phía của FPX vẫn đang đi theo lối mòn thôi. Thế chắc chắn là con Sen sẽ là con vị trí thứ ba mà Keypad Gaming sẽ hướng tới rồi, không đi đâu được cả. Nhưng mà họ cứ làm thế này thì họ sẽ tiếp tục bị ban Varus. Và nhưng bây giờ nếu như họ có quyền lựa chọn thì tôi nghĩ cái lựa chọn ở trong trận thi đấu đầu tiên mà Phong nói cũng rất là ổn, nghĩa là nó không ở tầm mắc binh 10 điểm nhưng mà nó hoàn toàn có thể chơi được. Đấy là con Kama. Bởi vì con Kama dẫu sao khi mà kết hợp với con Zac thì nó vẫn hoàn toàn có thể rất là dễ chơi ở cái giai đoạn gọi là late game. Nhưng nếu họ tiếp tục lựa chọn là họ sẽ đẩy con dây này ở vị trí đi đường đôi á, thì nó sẽ là một bài toán rất là khó dành cho các đôi cánh của Phượng Hoàng Lửa như thế này. Đôi cánh này hoàn toàn có thể gãy. Nếu như họ vẫn đi theo cái lối mòn tư duy như thế này, bắt chắc rất rất dễ dàng thôi. KBG họ vẫn sẽ cấm Varus. Chính xác, vẫn cấm Varus. Và quan trọng là chúng ta có thể nhìn thấy là không có quá nhiều cái vệ tinh dành cho Zac để có thể được chơi. Ví dụ kiểu như là Galio đi, nhảy vào cùng với Zac. Đấy, nó sẽ tạo tiền đề cho Zac gõ, rồi thêm con Kama đường rồng vừa dọn lính vừa búp như linh giáp. Thì Zac có thể được chơi. Nhưng mà Zac bây giờ tầm này đi solo kèo với Garen mà còn thua trực diện thì tôi nghĩ rằng cũng đang là khá khó để Zac đến được cái giai đoạn mà gõ được đội hình của đối phương. Đánh rất kèo counter đấy từ KBG luôn. Và Phan Phất Phoenix đây, bây giờ họ sẽ lựa chọn con tướng gì đây? Liệu có phải là Kha'Zix? Kha'Zix đánh trong đội hình này không đánh nổi. Thật sự Olaf. Cái đội hình này khi mà có Garen với cả có Sen như thế này, chẳng thà đi Olaf Kama đi. Nhưng không, họ vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn. Đó là con Corki dành cho khu vực đường giữa, dành cho vị trí của Skybell. Và để xem lựa chọn cuối cùng của Phan Plus Phoenix sẽ là con tướng gì thôi. Có sự đột biến ở trong lượt pick cuối cùng này của họ hay không? Có thể xoay Nautilus đi rừng. Có thể xoay Nautilus đi rừng. Đúng. Nếu có thể thì có thể bây giờ chỉ có thể xoay là Nautilus đi rừng thôi. Hoặc là dây đi rừng thì cần thêm một con tướng có khả năng đánh early nữa. Olaf thì nếu mà thế thì phải Kama chứ ta. Chính xác là những cái gì mà bên phía của FPX đang đưa ra cho chúng ta ở trong trận thi đấu này thì cũng đã đặt rất nhiều dấu hỏi chấm khi mà họ đã pick đến 4 vị tướng trong
5 vị tướng mà họ đã phải nhận thất bại trong ván đấu đầu tiên rồi. Và đổi ngược lại thì Kipet Gaming cũng đã có 4 vị tướng kiểu như ván đấu đầu tiên, nơi mà họ đã chiến thắng một cách rất triệt để. Và thậm chí là kể cả có Olaf thì họ cũng chả ngại vị tướng này. Họ vẫn đang ưu tiên một cái lối đánh là trước cấp độ 5 thì đánh hòa hoãn và an toàn, thậm chí là nhường phần sân đối phương biến về hồi phục cũng được. Sau cấp độ 5 thì câu chuyện nó sẽ là câu chuyện khác, và Shen sẽ bay đến với một cái cánh mà đang có sự lợi thế và thường sẽ là cánh đường trên khi mà Jack đoạn đầu không phải là một vị tướng quá mạnh. Nghĩa là sao ta? Có nghĩa là bây giờ đồng ý đi, con Olaf nó sẽ ngắt được một cái combo mà từ nãy giờ KBG họ làm, đấy là UU lăn bụng vào ai thì ngay lập tức đạt thống nhất thống vào. Thì ok, nó có thể giải được cái bài toán đó. Nhưng tiếp theo là gì? Thì tôi đang chưa nghĩ được cái bước tiếp theo FX họ sẽ làm gì ở trong cái cặp đấu như thế này. Họ đang lựa chọn thứ nhất là một đội hình nó không có sự nhất quán với nhau nhiều lắm. Olaf này cũng sẽ là một Olaf tự chơi thôi, không có một con bảo kê nào cả. Ví dụ chẳng thà như bây giờ chúng ta có Yumi và Kama đều hở ra đúng không? Hoàn toàn có thể lấy được một trong hai con tướng này. Nhưng mà bên phía đội tuyển FX nói không, họ sẽ vẫn lựa chọn đó là những vị tướng, đó là cả Corki và cả Jack nữa, hơi tham đam một chút xíu đến từ các thành viên khủng hoảng. Cái pick đội hình này bên phía của FPX tiếp tục là bỏ mặc Fadu khu đường trên. Họ sẽ dành đúng. Nhiều sự quan tâm của mình xuống khu vực nửa dưới của bản đồ, và đặc biệt là setup những pha băng trụ vòng sau, pha băng trụ vòng sau cái bụi cỏ chập 3, tại vì hiện tại họ đang bên phần sân màu xanh. Vì vậy như nếu muốn băng trụ đường rộng của đối phương, họ phải vòng qua nửa bùa danh của đối phương. Đó hoàn toàn có thể được khả thi, tại vì cái giai đoạn đầu của trận thi đấu này thì cái biết cái mình chỉ có một con Zeke ở đường rộng mà thôi. Việc ba vị tướng vào đánh một con Zeke tôi nghĩ không phải là khó khăn. Đặc biệt là nếu như cứ chuyển Corki hay là cả JC ở khu vực đường rộng mà cấu máu được vào vị trí của Zeke nữa thì càng dễ thành bàn. Đó có thể là ý đồ đến từ bên phía của FPX khi mà có Olaf ở trong đội hình. Rồi và chúng ta sẽ cùng xem liệu lần này FPX họ có làm được một điều gì khác biệt so với trận đấu 1 hay không, hay đây vẫn sẽ là một trận đấu mà chúng ta cho thấy được sự bất lực đến từ những vị cựu vương Phượng Hoàng Lửa. Và chúng ta đã có thấy sự thay đổi, đó là lần này A13 sẽ là người cầm con bài Corki này đánh ở khu vực đường dưới, còn Jay sẽ đánh một cái kèo rất truyền thống khi đối đầu với Lucian trực diện ở khu vực đường giữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu với game thi đấu thứ hai giữa FunPlus Phoenix đối đầu với KBG. Và liên tục là như vậy, hai cái xoay, nhưng KG là người vẫn sẽ là lợi thế khi những cái xoay đến từ cái cánh quạt mang tên Garen này nó to và nó khỏe hơn rất nhiều so với cánh quạt của Fado. Fado vẫn đang chấp nhận bỏ đi lượng máu của mình để có được cái lượng kinh nghiệm và lượng vàng nó đúng với thời gian. Nhưng KG thì cũng đang thể hiện được sự khó chịu khi mà anh ta liên tiếp tìm thấy đối phương và cấu máu giai đoạn đầu với những tình huống xoay kiếm này của mình. Và cái thế trận nó tiếp tục là nghiêng về nửa dành cho bên phía của Garen những cấp độ đầu tiên thôi, khi mà anh ta đang có được một cái tên lính sẽ được đẩy một cách nó vượt trội hơn ở cái tên này. Yu hoàn toàn có thể di chuyển luôn khi mà đạt cấp độ 3 để tiếp tục ép vào vị trí của Jack giống như trận thi đấu trước. Đúng là như vậy. Còn trong khi đó thì Nautilus, các thành viên của bên phía đội tuyển FX thì họ muốn gây thêm một chút sức ép lên vị trí của Selma ở khu vực đường dưới và để cho Corki có một khả năng farm một cách dễ dàng và dễ thở hơn. Nhưng tuy nhiên nó sẽ gây ra một việc là các thành viên nhưng đây là một pha thi đấu mà cảm giác đạt hơi mạo hiểm trong tình huống này. UU đã có mặt và còn chúng ta nhìn Nautilus ở đầu, Nautilus đang hơi sâu và đây sẽ là pha tranh chấp trừng phạt đến từ cả hai người chơi đi rừng thôi, và người trừng phạt thành công trong tình huống vừa rồi đó là Giang Di. Giang Di vẫn giữ được lại thành công con bùa xanh vừa rồi, nhưng mà thực ra tôi đang cảm giác như Giang Di trong tình huống vừa rồi cũng đặt mình vào một thế 50-50. Nếu như anh ta mất con bùa xanh đó thì chắc chắn là sẽ một cái lỗ thế rất là lớn dành cho Olaf. Trước đó thì đối phương đã mất cái vô ảnh bộ rồi, nhưng tại sao anh ta lại không đủ tự tin để vào đánh trực diện với đối phương? Tại vì khi ở những cấp độ đầu này bật chiêu 2 lên thì khả năng hồi phục vẫn là tốt để cho Olaf có thể đánh trực diện với một con bài như kiểu là Shen. Tôi tin chắc là sát thương ở giai đoạn đầu Olaf cũng không thua, hoặc thậm chí ở vượt trội rất là nhiều so với Shen cơ. Đúng rồi, hoặc là có thể đơn giản là anh ta không có cái tầm nhìn để anh ta biết được Shen trong tình huống đó đã vội bộ qua tường. Có thể giải thích là như vậy đi. Còn trong khi đó thì với ở thời điểm hiện tại khi mà đã farm như thế này thì chắc chắn là sau cái con bùa cuối cùng này thì có lẽ Shen sẽ lên cho mình level 5 rồi và hoàn toàn sẽ tiếp tục có một pha thi đấu mà UU tiến lên khu vực đường trên. Garen sẵn sàng và hoàn toàn có thể một cái cú nhất thống từ rất xa đến từ vị trí của Shen để có thể tiến thành một pha 1-3 ở khu vực đường trên. Và rõ ràng chúng ta nhận thấy một điểm là đây đúng là cái đội hình mà như Phong nói, Jack này là Jack tự chơi. Và nếu như vậy thì rất dễ dàng để cho các thành viên của bên phía đội tuyển KBG họ thiết lập một thế 1-3, không có khả năng phản kháng được khi mà không có một vị tướng dạng như là Nautilus để đến hỗ trợ ở trong pha đầu ở trong tình huống này. Vẫn cần chờ UU có cấp độ 5 trước đã thì mới có thể đẩy văng được pha đầu về, sau đó gọi vô ảnh bộ xuống, gọi nhất thông xuống. Nhưng Giang Di lại có một bước di chuyển mà anh ta bị lộ mất tầm nhìn rồi. Mắt. Đây là một con mắt rất tốt đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển KBG, và Giang Di không thể nào tiến công để có thể làm bất cứ một điều gì cả, gây áp lực lên các thành viên của KBG khi mà Gragas chưa lên được cho mình đó là level 5.
nhưng dường như là con mắt quá bó cẩn và cực kỳ xuất sắc đến từ một trong hai thành viên ở khu vực đang ở khu vực đường trên đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển KBG với con mắt vừa rồi. Tính ở cái thời điểm này thì chính anh chàng Đạt mới là người có nhiều cái sự bình tĩnh hơn so với bên phía đối phương. Tại bây giờ anh ta cũng không nhất thiết là phải đưa ra động thái của mình là phải đánh vào cái khu vực đường nào cả. Nhìn thấy đối phương lộ diện ở đâu, mình bay đến đó để phản ứng mà thôi. Và trong thời gian đó anh ta cứ thoải mái farm và ôm phần rừng. Trong khi đó Olaf bắt buộc phải di chuyển chung với những người đồng đội để tìm kiếm cho mình những cái cơ hội. Và qua đó thì cái khả năng farm đến từ Olaf nhưng đã có một bước di chuyển xuống khu vực nửa dưới bản đồ rồi. Nhìn thấy khá nhiều thành viên khu vực đường trên. Đây là một vấn đề này. Đây là vấn đề khi mà bên phía đội tuyển KBG họ nhìn thấy Chao ở đâu ấy, là họ sẽ ngay lập tức có khoảng 2 người lên để áp lực với pha tàu ở khu vực đường trên. Và Chao rất sợ và Chao bây giờ gần như sẽ phải cặp chết vị trí của pha đâu để cho anh ta có thể một khả năng farm rất là tốt. Còn trong cái đó thì Sen rất thoải mái. Nếu như bên phía kia có tổ chức một pha băng trụ với Olaf và Jay ở khu vực đường dưới thì hoàn toàn Sen có thể sử dụng một pha nhất thống để hỗ trợ có một pha phản giao tranh. Cho nên rằng với cái tình huống như thế này thì KBG họ triển khai thế trận một cách cực kỳ dễ dàng với con Sen ở vị trí đi rừng. Còn trong khi đó thì Yang Ji bây giờ anh ta chỉ biết farm và chuẩn bị chờ đến pha tiếp theo trong trận thi đấu này khi vào 4 phút 25 được hình thành. Đó là kiểm soát các mục tiêu lớn đến từ con rồng và con sứ giả. Và trận đấu này đây sẽ là con rồng lửa ở trong phút thứ 5 của trận thi đấu này. Cái tiền đề để cho Olaf ganh được ấy, nó sẽ ở hai đường, một là đường Corki, hai là đường của JC. Và tiền đề để làm được điều đó thì bắt buộc phải có những tình huống cầm máu tốt. Nhưng chúng ta nhìn thấy cả Lucian, cả Zeke thì suốt khoảng thời gian vừa rồi vẫn giữ được cho mình một cái thế farm rất là an toàn và cũng chả bị gặp những cái áp lực về mặt cấu máu bởi đối phương. Thực ra thì bên phía của FX nên có những tình huống trao đổi chiêu thức kiểu như là ok, bạn mất nửa máu, tôi cũng mất nửa máu. Qua đó thì Olaf sẽ rất dễ chọn mục tiêu để gank. Nhưng bây giờ bên phía FX cũng đang muốn không mất máu thì làm sao có thể lấy máu được đối phương và đặt thế trận vào thế kiểm soát hai mục tiêu lớn đã ra ở phút thứ 5 rồi. Chúng ta có 5 phút giai đoạn đầu cũng khá là yên bình giữa cả hai bên. Bây giờ không việc gì phải khởi động con rồng trước cả. Họ sẽ để cho các thành viên của bên phía FX sẽ là đội tuyển xử lý con rồng này. A13 đã có gói hàng nâng cấp rồi và đây là pha thi đấu mà Chao đã mất khá máu. Chiêu cuối rất đẹp và đây chắc chắn sẽ ép được cái gói hàng đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển. Đó là FX và thậm chí rằng A13 bây giờ out rồi nhưng đứng trên cái thùng lửa này. Siêu bom địa ngục được tung ra và Yang Ji cũng như đó là A13 chắc chắn là ao giao tranh và đây sẽ là con rồng gần như là miễn phí dành cho thành viên của bên phía đội tuyển KBG. Tiếp tục là dấu ấn đến từ UU với một pha thùng rượu nổ quá xuất sắc của mình. Cái thùng rượu nổ của UU nó quá nguy hiểm. Nó đỉnh. Đúng, quá đỉnh. Tất cả mọi thứ đến từ bên phía FPX nó bị phá vỡ từ bố cục đội hình cho đến những phép bổ trợ cũng đã bị bóc đi và cho đến những cái mục tiêu quan trọng cũng đã phải nằm lại chỉ với một cú thùng rượu nổ mà thôi. Và họ lấy thành công con rồng. Rất đơn giản, đó là cái tình huống kiểm soát đầu tiên đến từ bên phía FPX. Và bây giờ chúng ta đang nhìn thấy bên phía của Ấn Phân Uy muốn dồn sát thương vào vị trí của UU, tạo tiền đề để cho A13 có một tình huống bắn súng máy và bom vớt vò đủ sát thương. Nó là chí mạng vừa đủ luôn. Và rất may mắn pha chí mạng cuối cùng đã dứt điểm được một trong những người chơi mà chúng ta vừa khen rất nhiều, đó là vị trí của UU. Cho nên các thành viên của bên phía đội tuyển chắc chắn là đây sẽ là pha thi đấu mà họ sẽ phải nhường con sứ giả này dành cho FPX rồi. Và FPX đang muốn tối đa điều đó, họ sẽ thả ngay lập tức ra đây để có thể dành những lượng tiền dành cho vị trí của Corki nằm trong tay của A13 vì họ biết rằng đây là lượng sát thương duy nhất. Làm cái gì thế này? Đây là một pha thi đấu mà đây là sai lầm đến từ vị trí của Yang Ji và đó là sai lầm tuổi trẻ đến từ người chơi đi rừng của FX và tạo nên tiền đề để cho bên phía KBG có thêm cả mạng thứ hai nằm trong tay của thành viên bên phía đội tuyển, đó là Aranai. Sai lầm thật sự với người chơi đi rừng của bên phía đội tuyển Phanpot Phoenix ở trong tình huống đó. Đúng, tôi cũng là không hiểu là Yang Ji ta muốn làm cái trò gì. Khi mà anh ta bật ulti lên đi qua người của Đạt, Đạt gõ hay gõ Yang Ji gãy, Shama ném bom thoải mái từ đằng sau. Cái tình huống đó nếu như mà một đội tuyển họ đánh một cách cẩn trắc hơn á thì sứ giả hút trước phút thứ 7 đó là một cái sự thành công rồi. Đúng. Không cần phải quá tham. Tham, quá tham. Và bây giờ nó sẽ tạo một điều rất khó này. Đây là một pha thi đấu mà tiếp 2. Tục một lần nữa chúng ta thấy xong rồi đấy, tập 2 rồi. Một pha thùng rượu nổ tiếp tục là rất đẹp đến từ vị trí của UU và chúng ta thấy được một điều là các thành viên của FPX chuẩn bị lại nấu cơm trong trận thi đấu này rồi. Cái vừa rồi ấy, Fadu anh ta mắc một cái lỗi vô cùng cơ bản, đó là anh ta còn nửa cây máu nhưng vẫn quyết định ở lại. Thế chắc chắn là anh ta sẽ gặp những cái động thái tấn công của đối phương rồi. Yang Ji gỡ được một điểm hạ gục, vẫn còn những tình huống đánh thường. Chao đã sử dụng chiêu cuối lên hỗ trợ những người đồng đội của mình. Và có điểm hạ gục nữa dành cho A13. Đây tiếp tục là một tín hiệu đáng mừng. Siêu bom địa ngục vào Chao, kiệt sức lại ngược vào vị trí của Zeke. Chao Mao đang bị bắn bởi người đồng đội cũ của mình. Không, chính xác là đó là tân binh của FPX. Chama vẫn đang giữ vị trí tốt để ném bom. Đạt vẫn chém vào vị trí của A13. Lướt qua đây thì gặp vị trí làm choáng đến từ phía Fadu. Fadu bây giờ chênh 2 cấp độ với Đạt. Chênh 2 cấp độ với Đạt. Gõ tiếp đi. Gõ tiếp đi. Đạt đi bộ về mà thôi.
không thể ép được cái gì cả. Trên hai level, Đạt nhìn về điều đó và Đạt thừa hiểu ra là không thể có đủ sát thương để giết được anh ta. Còn đây là pha thi đấu sấy thanh trừng đến từ vị trí của Arena. Đây sẽ là hai vị tướng tiếp tục kèm cặp ở khu vực đường đơn mà thôi. SkyFL anh ta đã lên được một món đồ, đó là cái búa tiến công ở trong trận thi đấu này rồi, cho nên là có một chút lợi thế khi anh ta đứng cùng những con lính của mình. Và chúng ta sẽ cùng xem lại pha thi đấu này. Đây là pha thi đấu ra con Olaf là con tướng với lượng máu càng thấp thì anh ta càng khỏe, và anh ta đã dứt điểm được, đó là pha chết hit 1-1 thôi. Và nó vẫn là thành công. Còn đây là một pha thi đấu mà sức sát thương của A13 cũng là khá ổn. Hơi tiếc trong tình huống này là A13 đã hết cho mình lượng năng lượng rồi, cho nên là để sấy một cách rất thoải mái, nhưng mà cũng không thể làm gì được khi mà anh ta không còn đủ năng lượng để có thể bốc bằng những cái cú tên lửa định hướng của mình nữa. Còn đây là pha thi đấu cũng là rất may. Pha thi đấu Đạt cũng hơi tham ở trong tình huống này và không dứt điểm được vị trí của Cocky trong tình huống đó. Ít nhất là A13 cũng có được thêm điểm hạ gục nữa, sau đó thì anh ta cũng thoát về một cách an toàn. Chỉ mất cho mình cái phép bổ trợ tốc biến mà thôi. Thế đó cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng. Tại vì thời điểm này cái lượng tiền nó không phải là quá hủy diệt dành cho bên phía của Kipet Gaming. Cocky còn bắn được thì vẫn là còn cơ hội. Bây giờ tấn công vị trí của EU, sốc sát thương là đủ nhanh mà. Đủ nhanh để nhất thống không thể kịp xuống ở trong tình huống vừa rồi. Họ biết là họ phải đánh vào đâu rồi đấy. Họ biết rằng họ muốn phá cái combo nhất thống đến từ vị trí của Đạt thì họ sẽ cần phải xử lý người đầu tiên. Đó là người tạo tiền đề cho Đạt có những cú nhất thống đẹp. Đó chính là không ai khác là EU với con bài Gragas của mình. Và đó là pha thi đấu mà đây là giai đoạn 10 phút rồi. Đây là giai đoạn mà Cocky sẽ đủ sát thương. Mất bùa đỏ. Chính xác, SkyFL vẫn giữ được lại cái bùa đỏ dành cho những người đồng đội của mình với cú cầu sấm cuối cùng. Nhưng Aranai lại có một khoảng trống quá lớn để có thể thoải mái bắn ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và anh ta cũng đã có hoàn thành xong cho mình hai món trang bị rồi. Mặc dù đặt mình vào thế đi solo 1-1 với một JC ở phía bên kia, nhưng mà Aranai vẫn đang giữ được một cái KDA là khá tốt. Đặc biệt là giữ được cái thế lính nữa, không phải là quá thua thiệt. Thậm chí anh ta còn là người có trụ trước so với bên phía đối phương. Không có búa tiến công nhưng lại là người có trụ trước so với vị trí của Jayce. Có lẽ là Jayce sẽ có một pha thi đấu mà không kèm anh ta quá giáp rồi. Và đây sẽ là một cái trụ dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển KBG. Nó nằm trong tay của Aranai. Và Aranai hiện tại đang hơn khoảng 300 tiền. Và đây sẽ là pha thi đấu mà họ sẽ có trụ này. Đây là một pha thi đấu chắc chắn là có thôi. Nhưng đây sẽ là pha thi đấu mở đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển KBG. Và tiếp tục là một cú lăn bụng quá đẹp. Trao bị ngược về tốc biến ngay lập tức đến từ vị trí của Nautilus. Siêu bom địa ngục được tung ra đến từ vị trí của Selma. Nhưng trong lúc đó thì ở khu vực đường trên, Garen đã lấy được trụ so với vị trí của Fatou ở khu vực đường trên rồi. Vẫn là một thế trận lấn lướt dành cho vị trí của Garen trước Zac ở bên phía đội tuyển Phantom Phoenix. Những cú ném bom của Selma vào những người đồng đội cũ vẫn đang là vô cùng chuẩn chỉ khi mà nó có lượng đam cực kỳ dồi dào. Và cái vị trí nó ném cũng là cố gắng trúng nhiều người nhất, lại còn ở trong phần tâm nữa. Selma từng cú ném bom của mình anh ta như chút từng cơn giận vào những người đồng cũ đội cũ vậy. Và nó vẫn đang là rất chất lượng, rất rát. 4.000 tiền giãn cách ở tình huống này. Đây sẽ là tình huống thi kiểm soát con rồng thứ hai của trận thi đấu. Đây bên phía đội tuyển Sky F, xin lỗi các bạn, đó là Phantom Phoenix, họ sẽ phải làm gì đây? Ôi, như đây là một pha móc trúng tiếp tục là rất tốt đến từ vị trí của Chao, sử dụng luôn cho mình đó là thủy lôi tập nhiệt lên. Nhưng UU thật sự là rất trâu và chỉ cần một cú lăn bụng thôi, FX họ đã hết công cụ mở. Đây là hết công cụ mở rồi. Còn trong cái đó thì thùng rượu nổ trên người của UU hình như là vẫn còn. Và đây sẽ là pha thi đấu mà nếu như FX họ ăn, họ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ họ mất đi cho mình thùng rượu, xin lỗi các bạn, họ mất đi cho mình thủy lôi tầm nhiệt. Họ có gói hàng nhưng họ đang hơi bế tắc để trong việc triển khai được con rồng này, và họ sẽ liều thử trong một tình huống này. Yang Yi là người bắt đầu tiếp tục mở với con rồng này và sẵn sàng có một tình huống sử dụng gói hàng đến từ vị trí của A13. Móc lần này là trúng nhưng nhất thống được tung ra một pha thùng rượu đổ đầy là rất đẹp, nhưng đây là kiệt sức thẳng vào đầu đến từ vị trí của Olaf. Olaf hơi khó chơi trong tình huống này rồi, và Olaf là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Người tiếp theo đó là Chao, lăn bụng tiếp tục trúng vào vị trí của pha tàu, quay tay được tung lên, và đây sẽ là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển KBG có cả hai. Họ có sứ giả cái đất, họ có rồng, và đó là một pha thi đấu sử dụng siêu bom địa ngục rất đẹp đến từ vị trí của Selma. Chính xác, bên phía của Kipet Gaming vẫn đang trên cơ hoàn toàn về khả năng xử lý combat. Nào. Và đây là Đạt tiếp tục đi truy tìm những thành viên yếu máu trong đội hình của đối phương. SkyFL vẫn đang ở nhả nhớt ở đây. Quay ngược trở lại bổ dạng búa, không mấy đau, Đạt vẫn có lượng giáp được tạo ra mà thôi. Một chất tướng chống chịu là đủ khỏe ở thời điểm này rồi. Một chiến thắng giòn giã dành cho Kipet Gaming với rất nhiều điểm hạ gục con rồng thứ hai của trận thi đấu. Và con sứ giả được thả đứng trên cũng đã kịp hút cho một nhịp để lấy nửa lượng máu cái trụ thứ hai đứng trên. Chúng ta sẽ nhìn kỹ lại một chút về pha giao tranh này. Lại một lần nữa chúng ta nhìn cái thùng rượu nổ của UU đi. Nó quá đẹp. Đây là một người chơi chắc là phải tầm master con Gragas này rồi. Không thấy một lần nào anh ta sử dụng cái thùng rượu nổ mà nó không có mục đích cả. Còn đây là một tình huống chúng ta nhìn cái lượng đam của Selma đi. SkyFL còn hơn nửa lượng máu, nhưng gần như là trắng cây khi đứng vào cái tâm đến từ cái siêu bom địa ngục trong tình huống vừa rồi. Và nó tiếp tục là một pha thi đấu tạo dấu ấn cực nét đến từ vị trí của UU. Ôi, đó là một pha giao tranh mà Selma tung đến 4.000 đam vào những người đồng đội cũ. Và anh ta gây đến 40% đam. Rồi chết rồi, chết rình 3 đánh 1 tốc biến lên móc vào tường. Trời ơi Chao. Ôi Chao ơi, và cuối cùng thì anh ta cũng đã lấy được điểm hạ gục dành cho những người đồng đội, nhưng phải bỏ lại 2 mạng.
FPS họ cầu toàn quá. Đấy là pha thi đấu UU là người nếu bắt được UU thì dễ hơn rất nhiều nè. Ừ. Họ lại bắt ngược lên vào vị trí, đó là vị trí của con Corki đó, họ ăn được con Corki. Nhưng cái giá phải họ phải trả cực cực thực sự là rất đắt ở trong tình huống vừa rồi. Đấy, còn đây sẽ là pha thi đấu A13 về kiểu gì đây? Tự nhiên hai thành viên đứng lên rất cao, đó là vị trí của pha tàu cũng như đó là vị trí của A13. Và bây giờ sẽ dính một sự truy đuổi đến từ bốn thành viên của KBG. Tốc biến cầm kiếm đầu tiên phải lên bảng đếm số, đó là vị trí của Zack. Người tiếp theo tốc biến bỏ đi, đó là SkyPL cố gắng làm cái điều gì đó nhưng tiếp tục là một cú thùng rượu nổ. Đây là pha thi đấu cực kỳ sắc nét tiếp tục đến từ vị trí của Ragaz. Và thậm chí rằng đó là cả ba thành viên phải lên bảng đếm số đến từ các thành viên của FunBlood Phoenix. Đây là sự bất lực đến từ đội tuyển Vượng Hoàng Lửa, dấn lên rất cao và không có một chút tầm nhìn nào ở khu vực phía dưới của mình cả. Liên tiếp là tự hủy thôi, tất cả mọi thứ chỉ là tự hủy thôi. Thực ra cái tình huống trước đó họ chọn mục tiêu là Sama và tôi nghĩ là cũng hợp lý đi. Tại vì tấn công vào UU tầm điểm này, thời điểm này UU cứng mà có thêm nhất thống đến thì chưa hạ gục UU, phản đam rất là trâu cho mình với Kibet Gaming. Thì tấn công vào Sama có thể là một mục tiêu mà dễ ăn hơn. Nhưng quan trọng là Chao vẫn đang có những cái cú móc hay là cái mỏ neo không hồn rồi. Đây, anh ta tiếp tục ở lại, bị chọc bởi đối phương, bị hạ gục. Chao tiếp tục lên bảng đếm số. Đào làm Olaf gì? Bật lên, nhảy vào, bổ. Hay quá. Đối phương dừng đam rất chuẩn chỉ và hạ gục cái chân đi dừng đối phương. Sau đó giữ con Baron, cái biết cái mình không phải là một chuyển dễ chơi trong những tình huống đó. FX rất mạnh thật sự, nhưng mà thật sự chúng ta đang thấy được rằng là mạnh ai nấy chơi rồi. Olaf nằm xuống và đó là dịch chuyển luôn đến từ vị trí của SkyPL. Là một lần nữa, cái gói hàng gần như là vô giá trị, nó thậm chí còn không thể đẩy lính được. Và gần như chúng ta thấy được rằng đây sẽ là chiến thắng tiếp theo dành cho KBG rồi. Phải bạn không cùng sửa nhé, nhưng FunBlood Phoenix họ không sửa bất kỳ tình huống nào trong game thi đấu thứ hai này cả. Còn tôi thì thấy FPX rất hay, họ hay quăng game. Và đến thời điểm này thì chúng ta đang tưởng chừng như là có khoảng 10 phút thi đấu, nó khá cân bằng. Và đâu đó cũng có lại một chút tín hiệu đáng mừng dành cho FPX khi mà A13 với Corki ăn được nhiều điểm hạ gục. Nhưng không, họ tự quang nghi lợi thế. Còn đây thì sao, tấn công vào vị trí đường trên. Đây là Garen đến từ bên phía của FPX. KG vẫn đang có móng vuốt Sterak 1-2 ăn điểm hạ gục hảo. Và anh ta vẫn đang bỏ chạy, thậm chí là còn chưa kêu gọi Shen đến đây nữa. Shen đến hay chưa? Shen chưa có chiêu cuối rồi. Anh được khá hồi phục, trông chịu thêm đây, một không, chút. Nằm thôi. Nhưng không sao cả. Anh ta nằm nhưng anh ta có được sự tình yêu đến từ những người đồng đội của mình. Và đây sẽ là chiến thắng một cú quay tay lần này là ba người. Gần như nó không có tác dụng gì cả. Và đây sẽ là chiến thắng 2-0 cực kỳ trọn vẹn đến từ đương kim vô địch của Wild Rift League mùa 2 KBG. Và chúng ta sẽ nhìn biểu cảm Sama nào. Sama cười tươi lên. Anh ta có lẽ sẽ phải ăn mừng cật lực ở trong trận thi đấu này. Giả vờ ngầu một chút. Ở trong lần đụng độ gần đây thì trong giải đấu WIL thì Kibet Gaming cũng dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước FPX. Còn bây giờ thì họ cũng là một chiến thắng tuyệt đối 2-0. Tôi vừa nhìn thấy một cái liếc mắt của Sama sang cái đội tuyển cũ rồi. Cũng hơi liếc một tí thôi nhưng mà chưa dám ăn mừng lắm. Nhưng không sao, đây cũng sẽ là chiến thắng tuyệt đối dành cho Kibet Gaming trước FPX. Tê vét của Man City rồi. Pha này mà chúng ta thấy được rằng tiếp tục bây giờ sẽ là check in thôi. Selma lần này trong đầu anh ta nghĩ rằng đây thật sự là rất đứng đắn khi rời bỏ đội tuyển này và sang một đội tuyển đó là vô địch. Cách anh ta làm rất đơn giản để có thể vô địch, bạn làm gì? Đó là chuyển sang đội tuyển vô địch mà thôi.